Các công tố viên ở vùng lãnh thổ Ceuta tại Bắc Phi thuộc Tây Ban Nha đang điều tra những lời tố cáo cho rằng binh sĩ Tây Ban Nha đã vi phạm luật khi trục xuất một thiếu niên buộc chai nhựa vào người bơi vượt biển từ Maroc sang tuần trước. Công tố viên phụ trách các vụ liên quan đến trẻ em José Luis Pueta ngày 28 tháng 5 cho biết, ông đã mở cuộc điều tra sau khi có hai tổ chức phi chính phủ đệ đơn kiện về vụ việc này. Video của Reuters cho thấy, các binh sĩ dường như đã dẫn cậu bé trở lại phía hàng rào biên giới. Cậu bé này là một trong số 8.000 người đã bơi từ Maroc sang Ceuta hoặc trèo vượt qua hàng rào biên giới để vào Tây Ban Nha, khiến Tây Ban Nha phải triển khai thêm binh sĩ và cảnh sát tới chặn lại. Hiện tại, cuộc điều tra đang tập trung vào vụ cậu bé. Văn phòng công tố đang đề nghị Reuters cung cấp toàn bộ video không biên tập và sẽ xem xét cả video do camera của cảnh sát ghi lại tại khu vực này. Một người phát ngôn của Reuters cho biết đoạn video này là video toàn bộ không biên tập. Chính quyền và quân đội Tây Ban Nha chưa lên tiếng về cuộc điều tra. Theo video của Reuters, cậu bé đã đeo chai nhựa vào người và bơi vượt biển từ Maroc sang Ceuta. Khi tới nơi, các binh sĩ Tây Ban Nha đã dẫn cậu bé đi về phía khu an ninh giữa hai nước. Theo thỏa thuận song phương giữa Maroc và Tây Ban Nha, Tây Ban Nha có quyền trục xuất nhanh những người trưởng thành nhập cư bất hợp pháp, nhưng với vị thành niên không có cha mẹ đi cùng thì không được phép mà phải tiếp nhận và che chở. Hầu hết 8.000 người vượt biên đã được trả lại Maroc, trong số đó có hàng trăm trẻ vị thành niên. Chính quyền Ceuta cho biết như vậy. Liên quan tới quan hệ hai nước, tuần trước Bộ trưởng Quốc phòng Tây Ban Nha Margarita Robles đã cáo buộc Maroc không chủ động ngăn chặn dòng người di cư đổ sang vùng Ceuta. Theo Bộ trưởng Robles, bằng việc tạo thuận lợi cho hàng nghìn người di cư bơi vượt biển hoặc trèo qua hàng rào biên giới để sang vùng Ceuta, Maroc đã đẩy sinh mạng của những người này vào nguy hiểm. Ceuta và Melilla, một vùng lãnh thổ khác của Tây Ban Nha ở Bắc Phi, là hai địa điểm có biên giới trên bộ duy nhất giữa Liên minh châu Âu với châu Phi. Đây cũng là điểm đến mà người di cư từ các nước Bắc Phi nghèo khó tìm tới với hy vọng có được cuộc sống tốt đẹp hơn tại châu Âu. Ngày 17 tháng 5, Tây Ban Nha đã ghi nhận số lượng người di cư đổ về đây cao kỷ lục, khi ít nhất 6.000 người, trong đó có khoảng 1.500 trẻ em đã vượt biển từ Maroc sang Ceuta. Những người di cư trái phép đã tới Ceuta bằng cách sử dụng phao tự chế, xuồng cao su hoặc lội nước khi thủy triều xuống. Họ xuất phát từ các bãi biển tại quốc gia láng giềng Maroc, chỉ cách vùng lãnh thổ này của Tây Ban Nha khoảng một vài km về phía nam. Tình hình tại khu vực biên giới này đã tạm lắng trong ngày 19 tháng 5, sau khi cảnh sát Maroc siết chặt an ninh ở phía biên giới nước này. Các nguồn tin cho biết, giới chức Maroc đã thuê xe buýt để đưa khoảng 3.000 người di cư trở về các thành phố trong nước. Trong khi đó, phía Tây Ban Nha đã gửi trả về Maroc 6.000 trong tổng số 8.000 người di cư đã tới Ceuta trong những ngày qua.